Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 83, ngày 1, Tấm lòng mới, Kinh Thánh Ê-xê-chi-ên đoạn 11 câu 18 đến câu 21, câu ghi nhớ Ê-xê-chi-ên đoạn 11 câu 19, bản truyền thống hiệu đính. Ta sẽ ban cho họ một tấm lòng mới, phú thần mới trong họ, cất lòng đá khỏi xác thịt họ và sẽ cho họ lòng bằng thịt. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 11 câu 18 đến câu 21. Kinh Thánh Cựu Ước trang 752, Ê-xê-chi-ên đoạn 11 từ câu 18 cho đến câu 21. Chúng nó sẽ đến đó và sẽ trừ bỏ mọi vật đáng ghét và mọi sự gớm ghiếc của nó khỏi đó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó và sẽ cho chúng nó lòng thịt, để chúng nó noi theo lời luật ta, giữ và làm theo mạng lệnh ta. Chúng nó sẽ làm dân ta và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. Nhưng những kẻ để lòng bước theo sự ham mê của vật đáng ghét và những sự gớm ghiếc, thì ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 19. Chúng ta tô màu câu số 19 nhé. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó và sẽ cho chúng nó lòng thịt. Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó và sẽ cho chúng nó lòng thịt. Trong phần tìm hiểu, em đánh dấu tích vào các ô đúng nhé. Sau khi dân Israel trở về, họ sẽ làm gì? Câu số 18. Trừ bỏ mọi vật đáng ghét, trừ bỏ mọi sự gớm ghiếc, trừ bỏ kẻ gian ác. Bây giờ chúng ta xem lại câu số 18. Chúng nó sẽ đến đó và sẽ trừ bỏ mọi vật đáng ghét và mọi sự gớm ghiếc của nó khỏi đó. Như vậy, chúng ta có hai cái ý đúng ở đây. Thứ nhất là trừ bỏ mọi vật đáng ghét. Rồi, thứ hai là trừ bỏ mọi sự gớm ghiếc. Rồi, câu số 2. Chúa ban cho họ một tấm lòng mới để họ làm gì? Noi theo lời luật, giữ và làm theo mạng lệnh của Chúa, là dân của Chúa được no nê thỏa thích. Chúng ta xem câu 20 nhé. Để chúng nó noi theo lề luật ta, giữ và làm theo mạng lệnh ta. Noi theo lề luật ta, giữ và làm theo mạng lệnh của ta hay là của Chúa nè. Rồi gì nữa? Chúng nó sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Làm dân của Chúa. Rồi gì nữa? Hết rồi, không có cái được no nê thỏa thích ha. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giê-xu cho cái tấm lòng mới, cái tấm lòng với cái trái tim màu đỏ. Còn
đổi lấy cái tấm lòng màu đen tội lỗi. Chúa ban cho tấm lòng mới. Rồi tiếp theo, nhận biết là dân Chúa, người có tấm lòng mới thì làm theo lề luật mạng lệnh của Chúa. Là dân của Chúa, con cái của Chúa thì chúng ta có tấm lòng mới, làm theo lề luật và mạng lệnh Chúa. Thực hành, em viết những điều cần từ bỏ và những điều cần làm vào hai hình bên dưới tượng trưng cho tấm lòng của em. Tấm lòng cũ có những điều gì cần từ bỏ các em? Em có thể viết viết vô nó là những cái gì thực tế ở trong tấm lòng của mình á. Ví dụ như nói dối nè. Gì nữa các em? Nóng giận nè. Nóng giận. Và gì nữa? Ăn cắp nè. Gì nữa các em? Không vâng lời. Thì gì nữa? Các em tự ghi ha. Rất là nhiều điều mà những điều xấu mà mình cần thay đổi đó, ghi vào trong tấm lòng cũ nè. Tấm lòng mới là mình thay đổi so với cái tấm lòng cũ. Ví dụ như bên đây nói dối thì ở bên đây mình phải gì? Nói thật. Nóng giận, bên đây nóng giận thì bên đây mình gì? Hiền hòa. Rồi, bên đây ăn cắp thì bên đây là gì? Không có tham lam. Tham lam của người khác đó. Từ cái chỗ tham lam, tham muốn của người khác mà mình dẫn đến ăn cắp. Rồi, không vâng lời thì ở bên đây mình là vâng lời. Rồi, tiếp theo bên đây các em ghi cái gì đó cần phải thay đổi thì bên đây mình thay đổi như thế nào, ghi ra đây. Đây là tấm lòng cũ, tấm lòng mới. Chúng ta cầu nguyện nhé. Cảm tạ Chúa đã cứu em và ban cho em tấm lòng mới. Xin Chúa biến đổi cuộc đời em để mỗi ngày em xem sống đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. Đã cứu con và ban cho con tấm lòng mới. Xin Chúa biến đổi cuộc đời con để mỗi ngày con sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con tấm lòng mới. Xin Chúa biến đổi cuộc đời con để mỗi ngày con sống đẹp lòng Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.